Chào các bạn, hôm nay mình đi rừng tiếp tục các bạn. Hai ngày rồi mình không ở đây, lý do nhà mình có việc các bạn. Hôm nay mình đi tiếp tục. Hôm nay trời mát rồi các bạn, mang chiều hơn quá, không có được phơi nắng. Nay trời mát dở chiều không các bạn. Xuống mấy kỳ trước nó nắng mất hồn. Hôm nay mình cũng tiếp tục vô rừng nữa. Thứ chuyến đi rừng hôm nay mình vô rừng được những gì các bạn mình chưa biết nha. Khi gặp được cái gì thì mình chia sẻ các bạn xem. Từ đây mình đi tới chỗ cuối cùng rất xa các bạn, làm việc nhiều tiếng nữa mới tới đó. Cũng còn xa, hồi nãy mình đi bộ lâu không được. Mình cũng có đào cây hải châu nữa các bạn. Đây, đây anh em kêu cây trời mồi xế lá dài này các bạn. Trái đây, chú trái chín. Đó mình làm thử trái các bạn. Trái này giờ chú ăn nước nha. À, nó cũng chua chua ngọt ngọt các bạn. Cái dòng này là hầu như mình thấy cây nào có trái các bạn. Cái dòng lá dài đây. Còn cái trôi mồi lá tròn thì nó có được cái nha các bạn. Còn cái lá dài đây là mình thấy cây này không có trái. Các bạn coi lá dài này. Trái này các bạn. Em cũng ngon. Chua chua ngọt ngọt các bạn. Mà cái dòng lá dài ăn vô nó hơi có cái vị nhân nhẫn, hơi đứng đứng. Còn cây lá tròn thì không có các bạn, không có đứng. Dòng này hơi đứng đứng. Thôi, để mình tiếp tục đi các bạn. Thôi, có gì mình chia sẻ các bạn xem. Mình phải qua khoảng rừng bình này rất là xa. Úi chô, qua mấy đám kêu luôn con. Để ra nấu trồng. Mình đi nãy giờ rất là lâu các bạn, mà cũng chưa chịu tới nơi, chưa tới điểm cuối các bạn. Cho cha lên tìm mấy cây hải châu mà hải châu này rất khó tìm các bạn. Có nhiều anh em comment bên dưới video mình, cũng có anh em hỏi sao không tìm cây hải châu nữa, sao không khai thác cây hải châu. Nhưng mà mình xin lỗi các bạn nha, cây hải châu á nó gần như là tuyệt chủng các bạn. Nó chứng còn mấy năm cây nữa các bạn. Nó không còn được mấy năm cây nữa các bạn. Mà mình đi mà gặp được một cây nhìn nó cũng buồn các bạn. Nhìn nó tự nhiên buồn liền, hết muốn. Thôi thì mình đi khai thác những cái dòng cây khác các bạn. Cây hải châu bữa nay thì nhìn nó buồn quá, đã không có mà đi gặp cây thì nhìn buồn. Nhưng mà đâu đó nó còn sót, mình cũng chưa biết trước được các bạn. Biết chừng đâu đó nó sót cây hai cây thì mình cũng không biết trước các bạn. Nếu như mình gặp những cây sót đó thì mình sẽ lấy nó. Và những cây bình thường thì mình không có lấy nó các bạn. Đi ra trên này bây giờ đi có lấy khai thác hải châu thì còn những cây làm giống luôn các bạn. Chứ còn những cây mà như mình lấy khai thác ở những cái đào đầu thì không còn nữa các bạn. Anh em họ lấy sạch tuyệt đỡ luôn. Chú, giờ nhìn hải châu buồn lắm. Mong các bạn xem video và thông cảm tại sao mình không đi khai thác hải châu. Nhưng mà thực trạng của nó thì nó không còn gì nữa các bạn. Thôi thì mình đi kiếm cái dòng cây khác. Không, các bạn đi nó đi rất là lâu, nó cũng chiều tới mà vẫn còn nữa. Thôi mình tiếp tục đi nữa các bạn.
chỗ đây có tổ ong rú các bạn. Ôi mình rầm rầm đi gặp tổ ong rú. Các bạn thấy nó bay nhiều không? Nó có trong gốc cây khô kìa các bạn. Đó. Đây các bạn. Con em đây mà mình chọc nó cái là nó đu theo tốt nghề ạ. Cứ mấy cái chung các bạn, nó không có chích mình rồi, nó cứ mấy cái chung mà. Ôi chô, nó vô cái đổ đây các bạn. Đó mình lại mình. Mình quay sát các bạn xem. Đây. Đô, nó chung vô cái lỗ đây. Ô, coi bộ cái tổ đây nó ở lâu rồi nè các bạn. Cái mật nó có ba vị nha các bạn. Đắng, chua và ngọt các bạn. Đó, tổ nó đó. Thôi, mình chặt nó các bạn. Chặt nó bay theo là chết. Nó cứ mấy cái chung các bạn, không thấy đường đi. Nó được đi gì là chắc không có làm gì hết. Đây các bạn, mình đã thấy được mấy con em nó bay qua phía đây các bạn. Mà không biết cái tổ nó lớn hay nhỏ các bạn. Mà nó bay cũng ít, một hai con. Cái tổ được bị lớn trong đây, để mình tìm thử. Có lồi ra nó các bạn. Mày mày cái mình gặp nó thử được bị lớn. Nó bay cũng gần các bạn, con này bay không xa. Chô, giờ mình dúi các bạn. Mình dúi mà tối em đâu chưa thấy các bạn. Mình gặp chỗ đây coi gốc trích cá to này. Chô, cái gốc trích dài này các bạn. Ui, chiếc dây mình biết. Mẹ cha cô dài hơn chiếc dây mình luôn. Một cục lỗi. Chô, cho chà bá. Bên đây có cái cây sống này nè các bạn. Cây sống này mình cơ bên. Đây. Chô, cây sống này. Ôi, nó đang thấy lá non các bạn. Không chơi. Đó khi nào nó già lá mình kích các bạn. Lá non kích giờ cây yếu lắm. Mẹ cha cây trích. Nó sợ. Chô, cục lỗi các bạn. Một cục lỗi khủng quá. Đo cái gan thôi. Không nghĩa địa gì cục lỗi đây. Bên này còn cây nữa này. Ôi, nó mặc giữa mấy hòn đá. Ôi, mình tiếp tục mình tìm tối ong các bạn. Cái này tạm đây đó. Chưa xuống nó đâu. Mình dúi lên đây mình tìm tối ong thôi. Đây các bạn. Mình đã tìm ra nó các bạn. Nó đây. Chà, trốn sâu lùm dơi. Đây các bạn. Cũng được, không nhỏ lắm các bạn. Đó mình làm cái khối mình xử nó. Cái bầy cũng đông mà sao. Bị tới bị lui có con vài con à. Có bầy này nó có làm xiên không biết. Nó làm xiên nó được nhiều mật các bạn. Mình hãy lừa biết nó ít mật. Đó, cuối cùng mình cũng tìm ra nó các bạn. Trong chung lùm dơi. Ngon. Dài mới biết tìm không chết. Mà hay lắm các bạn. Mình thấy nó dài mà nó dở nhà nó chạy nó thâu thua. Đó. Tìm nó thì khó. Mà thấy nó đầu này nó này đêm đó. Nó có nhúc nhích đâu được hết. Để mình bách nó các bạn. Chuẩn bị đồ đạc vô bách nó. Mày trốn kỹ. Rồi ta cũng tìm ra. Nó đây các bạn. Mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình vô mình coi thế. Nó có gì không các bạn. Ôi dồi. Tối quá. Đây các bạn. Dây nhỏ từng chít. Cho mình đuổi ra thử nghe. Trời khối nhiều. Hả, các bạn thấy nó lì không? Đứng im. Như trời trồng. Hả, bấy ra con. Bấy ra. Bấy ra. Cho. Cái bây loạn xạ. Nó bay lon xả các bạn. Mẹ cha ở bay. Ủa đây còn nhộng các bạn. Chứ có mật đây. Chứ mà cái cây đi dây không à. Chút chút chót. Sao dây nhiều dữ. Mẹ cha ơ. Cây đây rất lần coi. Quầy khó. Chú. Em gì mà bay đám đám. Coi thử nó có mật các bạn. Bay ra. Chô nó bay loạn xạ các bạn. Bay ra.
Cũng bèn làm biếng nữa các bạn. Thâu á. Cũng có mà ít các bạn. Kìa. Để mình dẹp cái khối bắt ra. Đó các bạn. Có nhưng mà ít nha. Để mình lên bếch mắt các bạn. Mình chia sẻ các bạn xem. Cây dày quá này. Mình không quay được. Đây các bạn. Xốp hết rồi. Con thì con. Anh xốp các bạn. Mình bếch cho được nhiêu được. Còn ố nữa lại. Mình đem nó ra rồi các bạn. Đây. Tô nó chỗ đây. Cách mình à. Khoảng 4 mét các bạn. Không bị loạn xạ luôn. Mình được nhiêu mật đây các bạn. Còn ít. Không có nhiều. Ít hơn lít các bạn. Do ăn nó xốp hết này. Bạn phải trống lỗ đây. Nó kín luôn lỗ này ăn rồi. Nên là bị sốt nữa. À, còn nhiêu được nhiêu các bạn. Không hơn có. À, mình bỏ nó vô ba lô. Mình thì kiếm thôi. Có gì nữa các bạn. Trời, gặp cây già siêu to khổng lồ các bạn. Cho nó mập trên hòn đá. Nó to. Mê cha vô. Hòn đá này nó bự này các bạn. Còn có cây già kìa. Ôi trời. Cây già sao mà bự dữ. Chô, nó đu trên lột đá đây các bạn. Bò lên trước kia luôn. Cây da cổ thụ. Thôi, mình tiếp tục đi nữa các bạn. Các bạn có dây. Nó đang dưới lứ. Mình dưới lên khúc đây các bạn. Chô. Đây các bạn. Đây là một cây trăng trắng này các bạn. Lá nó trên trời rồi. Chô, góc bò. Bốn thần. Cái hoành trăng trắng khủng khiếp. Cái trăng trắng này gọi là cái bự rồi các bạn. Cái đây là ghép bất cứ trang gì nó cũng dính nha các bạn. Tất cả cái dòng trang đều ghép vào cái trăng trắng đều dính hết. Đó, cái đây mình cũng chưa lấy các bạn. Mình kiếm cái khác. Đây một chút chất nợ nữa các bạn. Trời. Cái này cũng già. Mà nó không có lũa các bạn. À, nó có cái lỗ đây. Có cái lũa âm thân. Nó có được một cái cua này các bạn. Để mình coi thử cái này, cái bộ rễ ra sao. Nếu được là mình kích nó các bạn. Nó chui xuống dưới cục đá các bạn. Chụp cho. Phía này thì trống rỡ. Chù. Mình thấy nó căng căng mà. Cũng thích các bạn. Đây có cái lúa. Đây con đầu lúa nó. Đây nó. Nhưng mà đào cắn cục đá rồi. Chú giờ phải bấy cục đá đây lên. Mới lấy được nó các bạn. Cục đá chung chân rất là sâu. Ở ngoài có gốc cây tầm bậy nữa đây. Thôi rồi, cây này khó. Nhỏ mà khó đào. Gốc rồi các bạn. Con nạm. Con dư. Trong gốc rồi các bạn. À, cuối cùng nó cũng ra. Để mình gõ thử đi. Chô, dính cục đất rồi chứ. Rồi, để mình kích gọt lại các bạn. Trong chân lên tròn. Kích gọt xem hết các bạn. Đây, nó còn được nhiêu đây. Đủ rõ chứ có 23 phân các bạn. Hoành này. Không được, cũng kem kem các bạn. Đây, cũng kem kem. Không có thắng. Tạm tạm, chắc trồng được các bạn. Mình nẹp nó sau lưng ba lô các bạn. Đây. Nẹp về sau đây mình mang đi nha các bạn. Mà cái điều đây mét này các bạn. Đi vô rừng là mét dây tứ tung này. Chú. Mang vô rừng dây đây mà. Cứ bà cái cây mang ngang là phải chết. Thôi đó mình tiếp tục đi nữa các bạn. Thử có gì không. Một cái lỗi cây bướm các bạn. Đây là cây bướm nha. Chù. Bướm khác nha các bạn. Cái lũa nó hay á. Cái đa trồng Hồ Lan đẹp này các bạn. Lỗi nó năng chích lắm này. Thôi mình để dành đây. Khi nào mình đi ngang qua chiến nữa mình sẽ lấy nó các bạn.
để có gốc gành tổ hũ các bạn. Cây gành tổ hũ đây nhìn cũng hay chứ. Đây là cây gành tổ hũ các bạn. Mình đỡ đây, khi nào mình vây lại mình lại. Một góc ghen tu hú. Cái góc đây có cái rỡ nấu lên trời. Hai ba cái rỡ, có một cái lên phía trên nữa. Ôi, mình đỡ đấy các bạn. Chỗ đây xa lắm, mình con nhét cái đường đi các bạn. Chắc có gì đây mà liền thẹo. Đâu hê sẽ giống cây cốc dữ. Mình kiểm tra thử phải cây cốc các bạn. Không, không phải cây cốc các bạn. Ba lô mình bỏ chỗ đây. Mình đang dạo mình kiếm thứ có cái gì. Đây quýt rừng này các bạn. Đây là một cây lỗ đầu bốm này các bạn. Bốm này nó có cái rỡ. Cái rỡ nhìn cũng thích chứ. Rỡ nó này các bạn. Quá trà to. To. Trời, mà lắc cái bự quá. Lắc cái này bự quá các bạn. Thôi, không chơi. Đó đấy. Mình đi kiếm cái khác các bạn. Chỗ này lại có hai cây trách ngờ các bạn. Một cây hai thân. Cây đây một thân. Cái thân này lúa. Để các bạn. Mình coi cây đây thôi. Thân này xinh xinh. Già, nhỏ mà già các bạn. Cây đây mình cũng lấy các bạn. Để mình lên ra mình kiếm thôi. Còn cái gì nữa. Mình đã đi tới những chỗ đây các bạn. Thì mình phải cân nhắc trước khi mình quyết định mang cái cây gì từ ở đây ra các bạn. Rất là xa. Phơ lém. Đi xa tém tém dịu dở. Cho nên mình muốn lấy cái gì ở đây mình phải cân nhắc rất kỹ các bạn. Khi mình mang cho nó ra. Tại đường đi nó phơ quá. Chu về máu. Ui, cũng lấy. Thật, mình lại cho cái ba lô mình các bạn. Đây, cho cái ba lô mà. Mang ba lô đi các bạn, kiếm chỗ khác. Vô trong nữa thứ còn gì nữa các bạn. Mình ghép đây một gốc trích ngồi nữa các bạn. Đi chập đây ghép gốc trích ngồi nữa. Chỗ gốc đây già. Có những cái lúa. Chô, có cái rõ, hai cái rõ từ trên đây mọc xuống. Hay ta. Mọc trong kệ lúa xuống luôn các bạn. Chô, cái này già. Cái này già quá các bạn. Đỡ đây. Khi nào mai mốt mình vô mình nói chuyện nữa các bạn. Bây giờ mình à. Cô thôi. Còn thì ra rồi. Chết cha. Hai giờ chiều không? Ui, la lần lần nhớ muộn các bạn. Muộn lắm thấy đường. Mình tiếp tục đi nữa các bạn. Mình gặp tới đây có tối ăn lỗ các bạn. Đây. Đó, nó chung vô các bạn. Để mình đào thử nó có mật nha các bạn. Ừ, bây vô ấy. Đấy. Đấy. Chà. Ngàn chung vô ngon hay. Cho mình đào thử các bạn. Ở trong hang. Bây giờ mình chuẩn bị đào nó ra các bạn. Đào thử nó có gì trong đây không. Nó trốn một ổ này mà không biết có gì trong đây không các bạn. Để mình đào thử. Đây các bạn. Mình cạy nó ra rồi. Có một các bạn. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Hiện tại mình thấy năm miếng các bạn. Còn cái miếng nhỏ ở đây nữa.
nên nó mà cũng có mật ta. Thôi đó mình lấy nó là hết thứ các bạn. Chú nó bị oi miếng. Mật cháy nè các bạn. Thấy à. Đây, tôi em đây được ít các bạn. Ít lắm nha. Do tôi em này nó nhỏ các bạn. Đây, tôi em già hết này. Mật nó còn lẫn trong đây mà không lấy được các bạn. Ui, còn có mấy con em con này. Còn em thì già, mật không. Mật cái chui vô đây các bạn thấy không? Mà cái đây không bao giờ dứt được nha. Dứt vô là nó lẫn lộn tùm lum tùm lua là xem. Mình chỉ tết là được nhiêu đây các bạn. Bây giờ mình cắt vô với cái của em khối mình ở đây. À, hai ổ. Đây các bạn. Cái đây mình bỏ trong bì mình cầm về luôn các bạn. Chú cho chiều. Không biết giờ đi ra có kịp không? Hay gặp cái gì nữa đây? 3 giờ. Mày cha. Mình đã bỏ vô bao hết rồi các bạn. 3 tấm luôn. Cây chất ngờ mình đây các bạn. Bây giờ mình vào vô rồi mình đi ra tiếp. Chú còn xa lắm các bạn. Mình ra thì suối các bạn. Mình gặp một cái lúa tiết dây này các bạn. Chú gỡ nó xuống đất. Nó chui đây các bạn. Đây. Lỗi này. Nó lồi lên chỗ đây luôn các bạn. Giờ mình coi thứ đây. Nó chung dưới cái kế luôn các bạn. Đó mình coi thứ mình kệ mình lấy được không. Thì mình làm được một miếng lúa kế này các bạn. Cái miếng lúa này mình thấy nó có cái hốc. Kỳ dị các bạn. Làm gì đó trồng lan. Lúa cái kế này thằng nó chết. Khối chưa các bạn. Bạn thấy nó có cái những cái nu quá dị. Thì mình lấy cái lũa đây nữa các bạn. Trích xem cái lũa đây nữa mình phải dìa các bạn. Tối rồi. Ra rồi các bạn. Đây. Chu cái rỡ. Cái đây cái đọt trơn nó các bạn. Đây mình cưa cho đây này. Nó kẹt trong cái đá đây mình không lấy được các bạn. Cưa bỏ. Chú lỗi. Các bạn phải lỗi nó. Hai cái rỡ. Ui. Đứng như con nhái. Mình lộn ngược cái lại như con nhái các bạn. À. Hai cái lũa lên xem. Đây còn dính ít giác. Cảm ơn các bạn. Mình cầm giờ hết. Rồi, từ từ nó muốn rộng như nó rộng. Chú sạch không có bị bọng. Bây giờ mình cột cái đây lại không nó gãy mất. Cột dính lại luôn. Dính tích lắm cho mình giờ như nhúng á. Đây mình dính cho đây. Chắc là chết. Dính cái khử các bạn. Cho mà nó nhúng nhúng. Hai cái rõ nó đi xong. Mình được hả? Miếng lúa kia. Những cái lúa này nữa các bạn. Hồi chuyến đi rừng hôm nay à. Mình kết thúc ở đây các bạn. Mình cột hai cái đây lại rồi mình rắc đi à. Và đây, gấp chiếc ngỡ còn trên ba lô. Chú chiều rồi. Thôi, bây giờ này ra tới xe của thứ ấy. Chết không? Ra tới xe 5 giờ các bạn. Bây giờ 3 rưỡi rồi.